Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đồng chí Trần Thành Mẫn, Chủ tịch Quốc hội vừa được phê chuẩn là thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 463 trên 463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh về bổ sung thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nghị quyết, đồng chí Trần Thành Mẫn, Chủ tịch Quốc hội là thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, cho đến nay, Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng, các đồng chí Trần Thành Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Ủy viên Hội đồng. Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Tại phiên làm việc chiều ngày 20 tháng 5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Trần Thành Mẫn tuyên thệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ. Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn sau đó đã có bài phát biểu nhậm chức. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thành Mẫn khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong giờ phút trang nghiêm này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, các nước, các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Tân Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Tân Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhận thức sâu sắc rằng dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng chí Trần Thành Mẫn cũng cam kết nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân và vì dân. Đồng chí Trần Thành Mẫn nói, Tân Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiểu sử đồng chí Trần Thành Mẫn.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh, ngày vào đảng 25 tháng 8 năm 1982, chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, học vị, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân chính trị, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B, khen thưởng, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, 2000, 2005, 2010, 2017, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Từ 1 tháng 4 năm 2021, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Trần Thanh Mẫn. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 9 năm 1980, đồng chí Trần Thanh Mẫn là cán bộ ban trường học, huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 12 năm 1982, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chánh văn phòng huyện Đoàn Châu Thành, Ủy viên ban chấp hành, rồi Ủy viên ban thường vụ huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 12 năm 1987, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Bí thư Thường trực huyện Đoàn, rồi huyện Ủy viên, Bí thư huyện Đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn, rồi Bí thư tỉnh Đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003, đồng chí Trần Thanh Mẫn là tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12-2010, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại hội nghị Trung ương 7 khóa 12, đồng chí Trần Thanh Mẫn được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2018 đến 19 tháng 9 năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ 20 tháng 9 năm 2019 đến 31 tháng 1 năm 2021, đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ 1 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Ngày 2 tháng 5 năm 2024,
Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568, thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.